Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Để phục vụ cho các bác thợ bẫy chim đêm ở trong cái tháng 3 âm lịch năm 2023 này, thì bên cơ sở nhà em là về rất là nhiều những cái phụ kiện bẫy chim đêm này. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác là về từng cái phụ kiện để cho các bác cùng tham khảo. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên loa này, âm ly này, lưới bẫy chim đêm thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đầu tiên thì là về cái dòng toa Indo này. Đợt này thì công ty nó sản xuất ra rất là nhiều, nhưng mà ý là giá năm nay nó hơi lên một chút các bạn. Mỗi một con thì nó lên mất mấy chục nghìn đồng. Đây là cái dòng toa 10W này. Dòng toa này thì nó là cái dòng toa cực kỳ là kinh tế. Đấy, hàng này thì các bác đánh được rất là nhiều những con chim di cư về ban đêm. Đấy, toa 10 Indo. Đấy, ngoài ra thì bên cơ sở nhà em là có toa 15 này, toa 30 và toa 50. Thì toa 30 và 50 thì phục vụ cho các bác là làm đám hỉ, đám hư cưới. Đấy, thì các bác sử dụng những con toa to, còn những con nhỏ này thì các bác đánh chi đêm thôi. Đấy, còn đây là dòng âm ly 263 này. Đấy, đối với cái chức năng ưu việt của nó là nó sẽ đánh trực tiếp qua điện lưới 220 và đánh qua bình ắc quy 12 thì được các bác thợ đánh sử dụng rất là nhiều. Và đây cũng là cái dòng âm ly mà được các bác thợ đánh sử dụng nhiều, bởi vì nó đánh nó không kén những cái loại chim. Đấy, thì các bác mua một cái loại âm ly này về thì đến mùa các bác có thể là cúc, có thể là đánh tất cả các loại chim di cư về ban đêm. Đấy, còn đây là loa check kèn này các bác này. Đấy, loa check kèn thì đây là hàng Việt Nam nhé, hàng Việt Nam chính hãng luôn. Hàng này thì cái ưu điểm của nó thì tiếng nó vút rất là xa này. Đấy, cực kỳ là xa. Và cái thứ hai nữa, giá cả của nó rất là rẻ. Đấy, cái loại này thì nó sẽ ngon hơn cái loại Trung Quốc rất là nhiều, bởi vì tiếng nó thanh hơn và tiếng nó vút đi xa hơn. Đấy, một bộ loa check kèn này thì nó sẽ đi theo phễu nhé. Và cái cục củ kèn này. Đấy, thì một bộ của nó thì nó đầy đủ hết, là về các bác chỉ đấu dây điện là các bác đánh thôi. Còn ngoài ra ấy, thì trong cái thời điểm này cái dòng loa bát nhôm này được các bác sử dụng rất là nhiều. Thì đây là cái dòng loa mà đánh cũng được nhiều loại chim. Đấy, ví dụ như là quốc ta này, rẽ hú này. Đấy. Và thời điểm này thì các bác đang đánh rẽ đuôi xòe cũng như là con quốc ta thì các bác sử dụng cái loại này nhiều. Để mắt đỏ mắt xéo là các bác chơi loại bát nhôm này cho em nhé. Hàng này công suất của nó là 5W 8U, hàng của Trung Quốc sản xuất, nhưng mà với công suất của nó thì nó sẽ phóng xa hơn là dòng Việt Nam rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì xe nó chỉ chở được về như thế này thôi. Còn ngày mai thì tiếp tục em lại sẽ nhập hàng và báo cáo cho các bác. Thì một cơ sở bán đồ bẫy chim đêm lớn thì thường thường là hàng lúc nào cũng phải có nhiều, thì để đảm bảo giá cả rẻ cho anh em khi anh em sử dụng ấy. Đấy, thì nó sẽ rẻ hơn là những cái cơ sở bán nhỏ lẻ rất là nhiều. Còn về đây thì nhà em đang đóng hàng đồ chim đêm này. Đấy, thì đây có con cả con vạc xốp, thì đây là cái mặt hàng mới của năm nay. Nhà em bắt đầu làm hàng rất là đẹp luôn, từ nước sơn cho tới là xốp cắt rất là chuẩn. Đấy, vạc giá rẻ. Đấy, lưới bẫy chim đêm thì nó ở khu vực đây, lưới thì hôm nay bắt đầu kéo đây, bắt đầu mới kéo xong. Đấy, còn loa đài thì phải nhập thôi, còn lưới thì nhà em mua phôi về nhà em làm nhé. Đấy, thuê thợ làm đàng hoàng. Đấy, thì nó sẽ đúng như cái khổ mà em đi bẫy ở ngoài đồng. Đấy, thì các bác yên tâm là khi con chim vào thì tỷ lệ nó trèo rất là ít. Lưới thì chim ngày thì có lưới chim khuyên này, chim di, chim sẻ, trào mào. Đấy, còn về lưới chim đêm thì có tất cả những cái lưới từ bẫy con chim nhỏ tới là con chim lớn. Đấy, ví dụ như là lưới mắt 4/8 đánh đêm là nhỏ nhất này, cho tới là 6, 7, 8, 12. Đấy, thì đấy là những cái dòng bẫy chim đêm. Đấy, còn bác nào mà còn thiếu những cái bộ đồ bẫy chim đêm, hoặc là các bác nào muốn mới vào nghề đánh kinh tế hoặc là đánh vui giải trí, thì các bác có thể tham khảo đặt hàng, để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.